Có thịt thì mới vượt được đạo. Thiệt là không thể nào tưởng tượng được trên chuyến hành trình phiêu lưu mà không có lấy những bữa ăn ngon. Cơ mà cái nơi thế giới toàn là những con thú nuôi mà chúng ta gọi là bạn đồng hành và cộng sự, thì nhà huấn luyện ăn cái gì để sống đây? Đâu thể nào cứ ăn mấy quả mọng hay là mấy cái bánh ngọt mà sống qua ngày được. Cũng đâu thể nào sử dụng đồng loại của Pokemon của mình làm thức ăn được. Quá là sai trái. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lục lọi Pokédex, tìm hiểu về sinh học của một số Pokemon được con người sử dụng làm thức ăn, nhưng theo một cách trong sáng và nhân đạo, vô cùng liêm khiết đến từ vị trí của con người. Và đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đang chần chừ và phân vân sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video được ra mắt hàng tuần trên kênh. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ điểm qua từng nhóm thực phẩm, thì thực phẩm nhóm sữa trước đi. Nhắc đến sữa, đầu tiên chúng ta phải kể đến chắc chắn đó chính là Mewtang rồi. Thiếu nó là không được. Nguyên văn Pokédex miêu tả Mewtang rằng nó là Pokemon duy nhất được biết đến với khả năng học chiêu thức Mewdrink. Sữa mà nó tạo ra, ngọt và rất bổ dưỡng, có thể được sử dụng để chữa lành cho các Pokemon và con người bị mắc bệnh. Uống một lượng lớn sữa của Mewtang sẽ khiến cho Pokemon hoặc con người đó tăng cân và bị đau dạ dày. Hương vị và dinh dưỡng từ loại sữa của nó được cải thiện theo chất lượng đồng cỏ mà nó sinh sống. Nó có thể sản xuất hơn 5 gallon sữa mỗi ngày, sau đó thì còn có thể được chế biến thành các loại sữa chua, được trẻ em và người lớn vô cùng thích thú. Mewtang sẽ bị bệnh nếu không được vắt sữa mỗi ngày, và nó cũng sống ở những đồng cỏ được nuôi trong trang trại. Cùng với đó thì Mewtang cũng đã hỗ trợ cuộc sống của con người và các Pokemon khác từ thời cổ đại bằng khả năng sản xuất sữa của mình. Và sản phẩm nổi tiếng nhất từ sữa của các trang trại chăn nuôi Mewtang đó chính là Mumumew. Nói chung thì từ phần sữa của Mewtang tạo ra, ta có thể suy luận ra các loại như phô mai, sữa chua được làm từ đâu. Coi như là về phần dinh dưỡng từ sữa thì không thể thiếu. Có điều chỉ có mỗi Mewtang sản xuất sữa cho cả hành tinh thì loại này cũng hơi mệt một chút. Ngoài ra cũng có một gia đình Pokemon tạo ra kem trực tiếp để xài cho các loại bánh ngọt mà không cần phải chế biến từ sữa của Mewtang, đó chính là Mewcurry và Alcremie. Gia đình Pokemon này được sinh ra từ các hạt bụi ngọt trong không khí. Khi Mewcurry hấp thụ hương thơm ngọt ngào, cơ thể của nó sẽ bắt đầu phồng lên và tạo ra những loại kem rất ngon. Về cơ bản thì đây là một Pokemon tự sản sinh ra kem. Còn đối với dạng tiến hóa cấp 2 của nó là Alcremie, nếu nó vui vẻ, kem sẽ ngọt hơn. Bánh làm bằng kem loại này rất ngon và nhiều đầu bếp cũng mong muốn có Alcremie làm bạn đồng hành. Do đó thì giờ đây các bếp trưởng không cần phải trải qua quá nhiều công đoạn cầu kỳ nữa, mà chỉ cần chăm sóc Alcremie và Mewcurry thật cẩn thận, họ sẽ có những nguyên liệu để làm ra những loại bánh ngọt xuất sắc. Và đó là sản phẩm từ sữa. Vậy thì dinh dưỡng từ trứng như thế nào? Trước mắt thì ta đã thấy không thể nào lấy trứng của Pokemon đem chiên xào rồi đó. Lương tâm mấy người để đâu hết rồi. Nhưng nếu không có trứng là thiếu đi một nguồn dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho con người. Hơn là chúng ta đã có gia đình nhà Chansey. Là một Pokemon tốt bụng, Chansey sẽ chia sẻ trứng của mình với những nhà huấn luyện và Pokemon bị thương. Tuy nhiên thì Chansey sẽ không bao giờ chia sẻ trứng của mình cho những kẻ có trái tim độc ác. Những quả trứng sẽ trở nên ngon hơn nếu Chansey được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự chăm sóc. Trứng của Chansey được sử dụng như là một nguyên liệu nấu ăn cao cấp vì dinh dưỡng mà nó có. Bên cạnh đó thì loài này cũng khá là dễ thương. Trong Pokemon Legend Arceus, cái thời kỳ mà con người rất sợ hãi Pokemon hoang dã, coi chúng là những con vật hung tợn vì không có cách nào thuần phục chúng cả, thì khi những nhà thám hiểm như chúng ta bị thương ở ngoài, loài Chansey và Blissey sẽ chạy đến xem chúng ta như thế nào. Vậy mới thấy tụi này thân thiện từ trong máu rồi. Sau này thì xã hội phát triển thì chắc đây cũng là một trong những loài đầu tiên làm thân với con người trước. Có điều hiện tại chỉ có mình nó là cho trứng, kiểu như là trứng gà công nghiệp bây giờ thôi. Không thụ tinh nên sẽ không có con. Quá tiện lợi như vậy nên trứng của nó được thu hoạch quá mức, dẫn đến việc Chansey cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên và được cho là mang lại may mắn và hạnh phúc cho những ai bắt được nó. Việc chạy trốn khỏi những kẻ tìm kiếm trứng của nó đã khiến cho loài này từ một loài rất chậm chạp trở nên nhanh nhẹn hơn so với trước đây khá nhiều. Hèn chi mà trong Pokemon Scarlet, để tụi nó thấy được mình thì nó sẽ chạy cho chúng ta hửi khói thôi, chứ chạy theo bác là không kịp rồi đó. Về phần trứng thì đã có Chansey. Vậy thì các dạng thịt thì sao? Với chúng ta thì có thịt heo, bò, gà, vịt, rồi lâu lâu có thịt cừu. Còn bên Pokemon, chúng ta sẽ có thịt hà mã. Và đó chính là loài Slowpoke. Nhưng mà khoan, không có ai ăn những chú Slowpoke dễ thương này đâu, mà chủ yếu là sẽ là phần đuôi của nó. Chiếc đuôi dài thon của nó có một chớp đầu màu trắng. Chiếc đuôi này thường tiết ra một loại chất rất ngọt như nhựa cây để hấp dẫn nhiều loài cá. Nhờ đó mà Slowpoke sử dụng cái đuôi này như là mồi câu thức ăn, cho nên chiếc đuôi này thường sẽ rụng đi để mọc lại thay thế như một mồi câu mới. Từ đó thì người ta sẽ nuôi những con Slowpoke và thu hoạch những chiếc đuôi của nó làm nguyên liệu nấu ăn. Đuôi của Slowpoke được coi là một món ngon và thường được sử dụng trong các nhà hàng. Ở Alola thì chúng thường được sấy khô và được sử dụng trong các món hầm nấu tại nhà. Trong khi ở Gala thì chúng được hun khói và đóng gói như là một nguyên liệu để nấu cà ri.
Nói chung có thể gọi loài này là sản xuất hàng loạt nguyên liệu dùng cho các món ăn. Kể ra thì nhà nào mà nuôi Slowpoke chắc cũng đỡ tốn tiền đi chợ lắm hả? Và có vẻ như đó là loại dinh dưỡng từ thịt, tương ứng với các loại gia súc nuôi trên cạn của chúng ta nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều loại dinh dưỡng từ hải sản, cá, tôm, cua. Có vẻ là do có số lượng nhiều nhất nên là thức ăn đến từ các Pokemon hệ nước cũng phong phú hơn hẳn. Veluza là Pokemon được tìm thấy ở vùng Paria. Loài này có một đặc điểm là có thể tự động loại bỏ phần thịt bên ngoài của nó khi không cần thiết để gia tăng tốc độ bơi của bản thân, nhằm đuổi theo con mồi. Và chính cái phần thịt phi lê như cá hồi này đã trở thành nguyên liệu nấu ăn cho người dân vùng Paria. Cách thu hoạch thịt loài này cũng dễ lắm. Khi nó sử dụng chi độc quyền là Fillet Away, nó sẽ tự động tách phần thịt mình ra, rồi chúng ta cứ thấy đó mà lẫm thôi. Mà cũng nhờ vậy chúng ta khỏi phải lựa xương cá ra lúc ăn ha, đỡ hơn rất nhiều ấy chứ. Và cũng trong vùng Paria thì càng cua của Clav là món ăn chính trong thực đơn được bán ở các khu chợ. Clav vốn là một loài cua đá hay treo mình trên các vách đá treo leo, kể cả trong chiến đấu. Tuy nhiên thì phần càng này sẽ rất dễ bị rụng đi và nó cũng có thể mọc lại. Nhờ vào thói quen vận động này mà thịt ở phần càng sau khi rụng ra trở nên săn chắc và cực kỳ ngon. Thanh cua được làm từ càng của Clav là một sản phẩm vô cùng phổ biến với những nhà thám hiểm hay là phiêu lưu ở vùng này, vì độ ngon, bổ dưỡng cũng như là rất dễ chế biến của nó. Mà nãy giờ chúng ta để ý thì những Pokemon này đều có thể tự mọc lại phần thịt của nó. Nhưng một số Pokemon cá thì có vẻ như không có cơ chế mọc lại, và Pokédex cũng chỉ nói thoáng qua về việc dùng chúng làm thức ăn mà thôi. Ví dụ như là Paraskuda có phần thịt ngon đáng ngạc nhiên. Mặc dù loài này khá là nhanh nhẹn và khó bắt, cũng như là nguy hiểm, nên cái thắc mắc là mọi người không bắt nó để huấn luyện, mà nó cũng chả có cơ chế xẻ thịt như là Veluza. Vậy là thiệt, mọi người thay vì dùng nó làm cộng sự thì mọi người sẽ dùng nó chung với lại hành, tỏi, tiêu cùng với một ít nước chấm à. Chưa hết thì theo miêu tả của loài Basculin, con Basculin sọc xanh và đỏ. Tuy hung dữ là thế, nhưng người dân vùng Unova nói rằng thịt của Basculin sọc xanh thì phù hợp với những người lớn tuổi hơn vì nó có vị ngọt thanh đạm, nhẹ nhàng. Còn thịt của Basculin sọc đỏ lại có vẻ béo hơn, nồng hơn và phù hợp với người trẻ. Trời, tôi đang đọc cái gì vậy trời? Nói chung là chúng ta biết vậy thôi ha, vì Pokédex không nói gì hơn. Nói về thịt cá trứng sữa rồi thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua phần món tráng miệng với các loại bánh ngọt và trái cây. Theo thông tin thì chắc đây là một thức ăn đa dạng nhất trong thế giới Pokemon, khi mà có rất nhiều những Pokemon có thể tự sản xuất được hoặc là sở hữu cho mình khả năng tạo ra những món tráng miệng vô cùng phong phú, phục vụ cho con người và các Pokemon hoang dã khác. Đầu tiên nói về món tráng miệng thì món bánh ngọt là một điều không thể thiếu rồi. Và Pokemon nổi tiếng với món bánh này là Abutun. Cơ thể của Abutun được bao phủ bởi mặt hoa ngọt ngào. Mùi hương này dùng để thu hút các Pokemon hệ bọ mà Abutun săn bắt. Mà cũng gan dữ ha, Pokemon rồng cỏ mà đi săn bọ, không biết là ai săn ai luôn á. Tuy nhiên chế độ ăn chính của Abutun là táo ngọt. Để ngăn chặn các Pokemon khác như là Lechon kiếm mật hoa trên lưng nó, Abutun sẽ phun ra một loại mật hoa có độ dính đặc biệt. Người ta nói rằng da trên lưng của nó rất ngon. Lúc mà đủ độ chín rồi thì lớp da này sẽ tách rời ra và các nhà huấn luyện hay trẻ em cũng có thể thưởng thức. Lớp da non sẽ mọc lại ngay sau đó, cho đến khi ăn được thì chúng sẽ tách ra tiếp. Nói một cách bình dân dễ hiểu thì nó là lột da đó. Còn mà ngon nên chúng ta chả cần quan tâm gì hết. Quan trọng là nếu sở hữu được cho mình một con Abutun thì chúng ta có thể tự do ăn những loại bánh ngọt bao lâu tùy thích. Về món tráng miệng tiếp theo thì chắc chắn chúng ta phải nói đến các món nước được làm từ chất dịch trên người của Circle. Nghe thì hơi ghê đúng không? Nhưng mà đọc sơ sơ về Pokédex của nó trước đã. Thay vì chủ động săn bắt và kiếm thức ăn như hầu hết các Pokemon khác, nó thu thập những quả mọng và lưu trữ chúng trong vỏ của mình. Những quả mọng bên trong được hóa lỏng và lên men trong khi chúng phân hủy bởi dịch tiêu hóa của Circle. Rồi Circle sẽ sử dụng phần nước quả mọng lên men này để sinh tồn. Theo ngôn ngữ của chúng ta thì nó là nước ép trái cây đó. Và con người đương nhiên cũng không từ bỏ cổ máy pha nước ép chạy bằng cơm này, nên đã dùng Circle để tạo ra nhiều loại nước ép khác nhau, tùy thuộc vào loại quả mọng mà chúng ta bỏ vào phần vỏ của nó. Ngoài ra thì nếu thay vì bỏ quả mọng, chúng ta bỏ một số loại thảo dược vào lớp vỏ cùng với dịch men tiêu hóa của Circle thì đây sẽ là một nơi tuyệt vời để ủ men và tạo ra nhiều loại thuốc chữa bệnh. Thành ra thì Circle ngoài việc được sử dụng trong các khu du lịch nghỉ dưỡng thì còn được khá nhiều thầy thuốc sử dụng làm cộng sự đắc lực cho họ. Chúng ta đã nói nhiều về các Pokemon sản xuất trái cây và thức ăn ở khu vực thành thị rồi. Vậy thì vùng nông thôn và vùng hoang dã, ngoài việc thì mấy con săn bắt nhau như trong các video về Pokemon không đội trời chung tôi vừa lên cách đây không lâu, thì có nguồn thức ăn nào khác hay không? Chúng ta có Tropius. Tropius là một Pokemon cổ dài và chuyên ăn trái cây. Thành ra nó dùng cổ để với tới ngọn cây và ăn ngấu nghiến các loại quả yêu thích của mình. Vì nó ăn loại quả giống như quả chuối này liên tục, nên loại quả mọng này bắt đầu mọc ra quanh cổ nó luôn. Những trái cây này có thể được các Pokemon khác hoặc là con người hái và tiêu thụ. Chúng sẽ mọc lại 2 lần một năm, do lá của Tropius có diện tích khá lớn, giúp sự quang hợp và tổng hợp đường khá nhanh chóng.
Thành ra thì loài này khá thân thiện ở ngoài tự nhiên với các Pokemon hoang dã và các nhà huấn luyện trên hành trình phiêu lưu của mình. Ngoài Tropius cung cấp thức ăn trong tự nhiên cho các Pokemon và các nhà huấn luyện, thì khi đi trong rừng, các nhà huấn luyện nếu bắt gặp một con Cherim thì cũng coi như là một sự may mắn. Pokemon quả anh đào này có một cái đầu thứ hai nho nhỏ được mọc ra từ cuống lá. Theo Pokédex miêu tả thì phần này là phần thừa trên cơ thể của Cherubi. Thành ra thì Pokemon này sẽ để dành phần dinh dưỡng mà nó hấp thụ vào phần quả nhỏ này. Nhờ đó cái đầu thứ hai chứa các chất dinh dưỡng góp phần vào sự phát triển của Cherubi như là một nguồn thức ăn dự trữ. Một số Pokemon như là Starly hay cố gắng ăn được phần quả nhỏ này. Sau khi Cherubi tiến hóa thành Cherim thì phần quả nhỏ trên đầu này sẽ tách ra trở thành nguồn thức ăn cho các sinh vật khác. Các nhà huấn luyện cũng đừng thấy phần đầu nhỏ này có khuôn mặt mà cảm thấy tội lỗi khi ăn chúng. Nó cũng giống như là những quả nhân sâm hình người trong tay du ký mà thôi. Nếu thấy hết thức ăn, chúng ta cứ tìm một nhóm Cherubi và Cherim. Rất có thể phần đầu thứ hai của mấy con Cherubi sẽ rụng đi và ở đâu đó xung quanh các đoàn Pokemon này. Nhờ đó có thể cứu rỗi chúng ta khi bị lạc trong rừng chẳng hạn. À, vậy thì nếu bạn bị lạc trên núi tuyết thì sao? Hãy đi tìm những con Snover. Vì lò này sẽ mọc ra những quả mỏng màu trắng dọc theo phần thân người của nó. Tuy nhiên thì phần quả này hay mọc khi mùa xuân đến, nên lỡ mà lạc vào mùa thu và mùa đông thì cũng bó tay. Ở vùng Gala thì bầy Galarian Darumaka rất thích ăn quả mọng do Snover tạo ra. Điều này đã khiến cho loài Abomasnow thường xua đuổi chúng để bảo vệ những con Snover nhỏ. Khi những lớp tuyết trở nên dày hơn thì loài này sẽ thường hay nhúng chân vào tuyết để hấp thụ những phân tử nước, nuôi dưỡng những quả mọng này vào mùa đông và đợi mùa xuân đến sẽ cho ra quả. Lúc nó đi ngủ thì những Pokemon cũng sẽ đến để ăn những quả mọng này trên người của Snover và nó cũng sẽ không biết gì. Do đó thì có thể nói Snover cũng là Pokemon cứu đói kha khá cho những sinh vật nếu lạc trên núi tuyết, trong đó có cả con người. Vậy thì ngoài biển thì sao? Thực ra thì cụ thể hơn ở mấy vách đá treo leo trên bờ biển sẽ là tổ của những con Wattrel. Loài én điện này bay theo một cách đặc biệt để đôi cánh của nó có thể bắt được những cơn gió. Xương của nó phản ứng với gió tạo ra điện. Và loài này cũng được thấy là làm tổ trên những vách đá. Tổ của tụi này có kết cấu khá lạ và người dân thường thu hoạch mấy cái tổ này về làm món ăn khá ngon trong các nhà hàng. Vì thực ra việc thu hoạch mấy cái tổ này cũng hơi nguy hiểm, thành ra món ăn được làm từ tổ của tụi nó giá thành khá là cao đó. Dù cho tụi này được thiết kế dựa trên chim hải âu bảo, nhưng tập tính sinh hoạt lại là sự kết hợp với loài chim yến ngoài đời. Loài chim yến này thì thường làm tổ trong mấy vách đá ngoài biển, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Những cái tổ sẽ được tạo ra từ phần nước bọt của những con chim yến tiết ra. Chúng sẽ đông cứng lại sau một thời gian và chúng dùng những cái tổ này để đẻ trứng. Sau khi con non trưởng thành, tụi nó sẽ bay đi chỗ khác để xây tổ mới, để lại những tổ yến cũ. Nhưng thông thường thì người ta sẽ không thu hoạch tổ yến trong giai đoạn này vì nó sẽ lẫn khá là nhiều tạp chất như là lông vũ, phân chim, rất khó làm sạch và công đoạn chế biến cũng khó hơn, nhưng hương vị cũng sẽ bị giảm đi. Và cách thu hoạch tụi này cũng khá là rủi ro khi mà phải leo lên những vách đá dựng đứng, rồi vào những hang tối, đâu đâu cũng là những con chim yến, số lượng vô cùng dày đặc ở khắp nơi. Dùng nước để làm mềm tổ rồi gỡ tổ tụi này xuống. Do cái việc làm này quá nguy hiểm nên khiến cho giá thành một cân tổ yến vô cùng đắt đỏ. Cho nên đa phần người ta sẽ sản xuất tổ yến bằng cách nuôi trong nhà, vừa giảm rủi ro vừa kiểm soát được chất lượng tổ yến. Tuy nhiên thì dù cho thu hoạch ngoài hang đá tự nhiên có hơi tốn công xử lý một chút vì bụi bẩn, thì vẫn có một số tổ yến được khai thác bằng cách này vì chúng sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn so với yến nuôi tại nhà. Bù lại thì giá thành chát hơn rất nhiều. Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Nói về thức ăn rồi cũng không thể nào nói thiếu đến gia vị. Các loại gia vị được sử dụng trong các món ăn cũng đa dạng không kém. Kể về gia đình nhà Smoliv là những Pokemon rất phổ biến ở vùng Paria. Tại vùng này, chúng ta sẽ đi ngang những trang trại sản xuất dầu ô liu đến từ phần quả trên đầu những con Smoliv và các dạng tiến hóa của nó. Bên trong quả của loài Smoliv cấp 1 lưu trữ dầu được tạo ra từ các nguồn dinh dưỡng mà nó hấp thụ thông qua quá trình quang hợp, cho phép nó tồn tại trong một tuần mà không cần thức ăn hoặc nước uống. Dầu của Smoliv có vị đắng và chát, do đó không thích hợp để tiêu thụ một cách trực tiếp mà cần phải qua công đoạn chế biến để tạo ra dầu ô liu dùng trong nấu ăn và các hộ gia đình vùng Paria. Dạng tiến hóa cấp 2 Doliv thì khác một chút vì nó đã cùng tồn tại với con người từ thời xa xưa, sống ở giữa những khu định cư và chia sẻ dầu thơm ngon tươi mát của mình. Ở hình dạng này thì loại dầu nó tạo ra không khó dùng như là cấp 1. Qua đến cấp cuối cùng là ở Bolivar thì những quả Oliv mọc ra từ phần tay của nó đã chín và đương nhiên là độ tươi thơm hơn hẳn cấp 2 rất nhiều. Bản tính của loài này cũng rất hiền lành nên con người hay là Pokemon đều có thể được nó chia sẻ những quả Oliv này. Nhưng nếu gặp kẻ thù thì nó cũng ngay lập tức đẩy lùi kẻ thù bằng cách phóng ra những loại tinh dầu thơm nồng nàn với lực đủ mạnh để đập vỡ một tảng đá. Nếu bạn là người thích ăn cay thì vùng Paria cũng đã có cách sử dụng hương vị cay tự nhiên đến từ nhà Capsakid và Scorvillain. Nếu nhìn kỹ thì Capsakid sẽ có một cái răng cửa nhỏ ở phần miệng của nó. Răng cửa này sẽ rụng đi tự nhiên
và sẽ được sử dụng làm gia vị nấu ăn truyền thống của người dân vùng Paria. Capsaicin tạo ra các loại hóa chất cây bên trong cơ thể bằng việc hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Năng lượng này cũng sẽ là năng lượng để cung cấp các hoạt động hàng ngày cho capsaicin. Những con capsaicin càng hoạt động nhiều thì trao đổi chất của nó càng mạnh, dẫn đến phần răng cửa rụng ra sẽ có vị cay hơn so với những con ít hoạt động hơn. Bên cạnh đó thì các món ăn truyền thống của Paria đều cực kỳ cay vì chúng bao gồm cả răng cửa của capsaicin trong thành phần chế biến. Nếu để ý thì phần tương ớt mà chúng ta hay mua mỗi khi làm bánh sandwich trong vùng Paria sẽ đến từ hương vị cay nồng đặc trưng của những con Scoville, dạng cấp tiến hóa cuối cùng của capsaicin. Ở dạng này thì tụi Scoville trở nên nóng nảy hơn, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Các hóa chất cay trong não của chúng sẽ kích thích cả hai đầu. Đầu đỏ thì chuyển hóa các chất hóa học cay thành năng lượng, dùng để phun ra luồng lửa cực mạnh khắp khu vực xung quanh. Đầu xanh trở nên hung dữ, do hóa chất cay kích thích não của nó, và người ta cũng sẽ sử dụng phần răng rụng ra ở đây để chế biến loại tương ớt có vị cay đặc trưng như vậy ở vùng Paria. Còn về vị mặn, ngoài việc lấy muối từ biển, còn có cách nào không? Đương nhiên là có, đó chính là muối đến từ gia đình nhà Nakli. Nakli được sinh ra từ trong lòng đất. Bên trong các lớp đá muối, những mẩu muối nhỏ sẽ rơi ra khỏi Nakli khi nó di chuyển trên mặt đất. Nakli sẽ sống ở vùng Paria từ thời cổ đại, hình thành mối liên kết với con người. Người ta cũng cho rằng Nakli đã từng giúp con người xua đuổi tà ma trong hàng trăm năm, nghĩa là dùng nó để trừ tà đổ hen. Dạng tiến hóa cấp 2 của nó, Nakostar, cũng để lại những mẩu muối trên dấu chân của nó khi di chuyển. Những hạt muối này sẽ được người dân thu thập và sử dụng trong việc sản xuất gia vị cho bánh sandwich, loại gia vị mà người chơi hay sử dụng trong những chiếc picnic ở vùng Paria. Và dạng tiến hóa cấp 3 của nó, Gaganako, thì việc sử dụng muối của nó còn được nâng cấp hơn nữa. Muối của Gaganako rất giàu khoáng chất và được biết đến có đặc tính chữa bệnh. Gaganako sẽ cào các đầu ngón tay của nó lại với nhau để chia sẻ muối cho các Pokemon bị thương, khiến nó có thể chữa lành cho tụi Pokemon một cách nhanh chóng. Nhiều Pokemon tụ tập xung quanh Gaganako với hy vọng có thể liếm được phần muối rơi ra từ nó. Thật ra thì cái vụ sát muối và vết thương này để chữa thì cũng có thể dùng nước muối sinh lý hoặc là muối rang nóng để chườm giảm triệu chứng căng cứng cơ, đau nhức xương khớp do lạnh, do sang chấn hay là bệnh khớp mãn tính, hoặc cũng có thể dùng để làm tan máu bầm, cơ mà cũng phải có liều lượng nhất định. Nếu mà gặp vết thương hở mà sát vô thì có nước đau má hú thấy kiếp sau luôn, chứ không có được nhẹ nhàng và dịu hiền như là loại muối của Gaganako dùng đâu. Cho nên là trước khi sát muối vô, mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi hen. Và bên cạnh đó cũng còn khá những Pokemon dùng để làm thuốc nữa, mà tôi cũng thấy nó không liên quan tới việc ăn uống lắm, vì video cũng đã khá dài rồi. Nên mấy bạn có muốn tôi làm chủ đề tương tự và còn bao nhiêu loại thức ăn được làm từ Pokemon nữa, cũng hãy bình luận phía dưới cho tôi biết luôn nha. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.